xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại video clip của chúng tôi Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi 12 con giáp 3 tháng cuối năm 2020 Vận trình về sự nghiệp, tình cảm, công danh, gia đạo Mời các bạn cùng theo dõi nhé Mời các bạn đón xem vận trình của 12 con giáp 3 tháng cuối năm 2020 nhé. 1. Tuổi Tý. Tháng 12 là tháng có khá nhiều biến động dành cho những người cầm tinh con chuột. Bạn sẽ phải xử lý khối lượng công việc khổng lồ với hàng loạt các dự án, hạng mục cần quyết toán vào cuối năm bạn sẽ khó tránh khỏi tình trạng stress và mệt mỏi tuy nhiên đừng vì thế mà chút giận lên đồng nghiệp bạn nhé tháng này mối quan hệ của bạn nơi công sở sẽ có chút rắc rối hãy nhẫn nại để giải quyết êm thấm từng vấn đề nhé thời điểm đầu tháng tài chính của tuổi tý cũng không được khả quan cho lắm các khoản nợ tồn động khiến bạn khá đau đầu tuy nhiên rất may là từ giữa tháng trở đi bạn sẽ xử lý êm thấm các vấn đề đó và tích cóp cho mình một khoản tiền kha khá cho tương lai nữa đấy Chuyện tình cảm của bạn không có bước tiến nào rõ rệt, hãy mạnh dạn bày tỏ để nhận lại thật nhiều những điều ngọt ngào và ấm áp trong mùa lễ hội này nhé. Sức khỏe của tuổi Tý khá ổn, bạn hãy tăng cường tập luyện thể dục để duy trì nhé. Màu may mắn, màu đỏ. Hướng may mắn, hướng Tây Bắc. hai Tuổi Sửu. Tháng 12 là thời điểm mà tuổi Sửu có thể thành thơi và thư giãn tận hưởng những thành quả của bao cố gắng, nỗ lực trong suốt một năm vừa qua. Công việc của bạn diễn ra trôi chảy, các dự án vận hành trơn chu và thông suốt. Dù bận rộn nhưng bạn luôn tràn đầy hứng khởi để xử lý cả núi công việc khổng lồ. Sự nghiệp thăng hoa mang đến cho bạn nguồn tài chính dồi dào giúp bạn thỏa sức nuông chiều cho những sở thích của bản thân và gia đình. Tuy nhiên bạn đừng vung tay quá chán nhé. Thời điểm cuối năm sẽ phải chi tiêu khá nhiều cho những kỳ nghỉ dài đấy tình yêu của bạn vẫn luôn nhẹ nhàng và bình yên như thế bạn sẽ ngày càng cảm thấy gắn bó và trân trọng tình yêu của mình hơn quá tuyệt phải không nào tuổi sửu sẽ vô cùng sung sức và dồi dào sức khỏe trong tháng cuối cùng của năm này màu may mắn màu xanh lam hướng may mắn hướng đông ba tuổi dần sự ngọt ngào bình dị và những phút giây sâu lắng sẽ luôn đồng hành với tuổi dần trong tháng sắp tới công việc của bạn duy trì ổn định khiến bạn không phải bận tâm điều gì túi tiền của tuổi dần sẽ được lấp đầy liên tục nhờ những khoản thu nhập và lợi nhuận từ đầu tư kinh doanh đều đặn đổ vào hầu bao của bạn chưa hết nhiều khả năng bạn sẽ nhận được lời tỏ tình vô cùng bất ngờ và lãng mạn từ người mà bạn quý mến đã lâu mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến bạn không tin vào hạnh phúc mà mình đang có sức khỏe của bạn cũng duy trì khá tốt Hãy cứ thoải mái tận hưởng những điều tuyệt vời đó, tháng 12 là tháng dành cho bạn đấy, tuổi dần ạ. À. Màu may mắn, màu vàng. Hướng may mắn, hướng đông nam. 4, tuổi Mão. Những ngày cuối năm tuy bận rộn nhưng lại là khoảng thời gian đầy ắp niềm vui và tiếng cười dành cho tuổi Mão. Bạn sẽ nhận được sự trợ giúp vô cùng đắc lực từ những người đồng sự, điều này giúp bạn giải quyết được núi công việc khổng lồ một cách nhanh chóng bên cạnh các khoản thu nhập đều đặn mỗi tháng tháng này bạn còn thu được một món nợ khá lâu trước đây giúp cho khối lượng tài sản của bạn tăng lên đáng kể một nửa của bạn sẽ luôn ở bên chăm sóc và chia sẻ mọi điều với bạn vì thế dù có mệt mỏi và vất vả đến đâu thì tinh thần của bạn vẫn luôn giữ được sự vui vẻ và sảng khoái nhất Thời tiết lạnh giá và thay đổi liên tục sẽ khiến bạn gặp chứng cảm cúm khó chịu, hãy duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý để nhanh chóng đẩy lùi nó bạn nhé. Màu may mắn, màu cam. Hướng may mắn, hướng Bắc. Năm, tuổi Thìn. Tháng 12 hứa hẹn sẽ là tháng có nhiều điều bất ngờ dành cho những bạn cầm tinh con rồng. Sự nghiệp của bạn sẽ ngày càng thuận lợi và phát triển những ý tưởng của bạn đều nhận được sự tán thành tuyệt đối từ lãnh đạo cũng như đồng nghiệp sự sáng tạo chủ động và quyết liệt sẽ mang đến cho bạn nhiều thuận lợi và gặt hái được những thành tựu đáng kể gia đình và một nửa của bạn sẽ luôn sát cánh động viên và cổ vũ bạn giúp bạn có thêm nhiều động lực để phấn đấu cho sự nghiệp và tạo dựng cho mình một nguồn tài chính ổn định và dồi dào Tháng này có thể bạn sẽ mắc phải một số vấn đề về thị lực, hãy chăm sóc đôi mắt của mình thật tốt bạn nhé. Màu may mắn, màu nâu. Hướng may mắn, hướng tây nam. 6. Tuổi tỵ. Tháng 12 của tuổi tỵ sẽ trôi đi khá bình yên. Mọi thứ sẽ diễn ra với nhịp độ chậm rãi hơn những tháng trước rất nhiều. Cả công việc và chuyện tình cảm của bạn đều diễn ra suôn sẻ, bạn sẽ có nhiều thời gian dành cho bản thân mình theo cách rất riêng. Dường như mọi sự vội vã và ồn ào ngoài kia không tác động gì đến bạn. Bạn sẽ nhấm nháp và tận hưởng những ngày cuối năm với những điều giản dị mà rất đỗi ngọt ngào. Đây chính là thời gian để bạn nhìn lại một năm đầy biến động vừa qua và vạch ra những kế hoạch dài hơi cho năm tới. Sức khỏe của bạn khá tốt nên không có điều gì đáng lo cả. Màu may mắn, màu trắng. Hướng may mắn, hướng nam. 7, tuổi ngọ tuổi ngọ sẽ trở nên hạnh phúc và vô cùng mãn nguyện với những gì mà cuộc đời dành cho mình trong tháng 12 này. Sự nghiệp của bạn thăng hạng đáng kể với những bước tiến dài trong một thời gian ngắn. Nhiều khả năng bạn sẽ nhận được vị trí công việc hàng mơ ước với mức lương và chế độ đãi ngộ không thể tuyệt vời hơn. Túi tiền của bạn sẽ luôn dùng rỉnh và đầy ắp trong suốt cả tháng. Chuyện tình yêu với đầy những điều lãng mạn, bất ngờ và chân thành sẽ khiến bạn luôn cảm thấy lâng lâng vui sướng. Bạn cũng sẽ luôn khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực để tận hưởng những khoảnh khắc cuối năm theo cách tuyệt vời nhất nữa. Màu may mắn, màu đỏ. Hướng may mắn, hướng Tây. 8, tuổi Mùi. Tuổi Mùi sẽ có một tháng khá bình an và may mắn chờ đón ở phía trước bạn sẽ đứng trước sự lựa chọn giữa việc tiếp tục bước tiếp con đường đang đi hay rẽ sang một lối đi hoàn toàn mới bạn sẽ cần đến một số lời khuyên từ những người thân cận và bằng sự sáng suốt và trực giác chính xác sự lựa chọn của bạn sẽ mang đến nhiều thành công và may mắn trong tương lai công việc của bạn diễn ra trôi chảy ngoài sức trông đợi tài chính của bạn cũng nhờ đó mà trở nên vô cùng dồi dào và dư giả truyền tình yêu ngọt ngào sẽ khiến bạn luôn cảm thấy tràn đầy tự tin và hứng khởi tiếp tục chinh phục những đỉnh cao khác trong sự nghiệp và cuộc sống. Tháng này bạn sẽ luôn sung sức và dồi dào sức khỏe nữa đấy. Màu may mắn, màu xanh lục. Hướng may mắn, hướng Tây. 8. Tuổi thân. Tháng 12 là tháng sẽ có nhiều thay đổi trong cuộc sống của tuổi thân. Rất có thể bạn sẽ phải thay đổi vị trí công việc và chỗ ở, điều này gây cho bạn không ít xáo trộn nhưng rất may là mọi chuyện sẽ về đúng quy đạo từ thời điểm giữa tháng trở đi bạn sẽ phải khá vất vả để cân đối chi tiêu trong tháng cuối năm này rất nhiều khoản chi tiêu khiến bạn bị thâm hụt ngân quỹ một cách nghiêm trọng đến cuối tháng thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ thở hơn đôi chút chuyện tình yêu của bạn vẫn duy trì bình ổn sẽ có một số mâu thuẫn và cãi vã nhưng sẽ khiến hai bạn thêm hiểu và trân trọng nhau hơn bạn cần chú ý đề phòng các vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa vào thời điểm cuối tháng, các bữa tiệc tổng kết sẽ khiến dạ dày của bạn khá vất vả đấy. Màu may mắn, màu xanh lam. Hướng may mắn, hướng đông nam. 10, tuổi dậu. Những bạn cầm tinh con gà sẽ gặt hái được khá nhiều thành công và may mắn trong tháng 12 sắp tới. Sự tự tin, quyết đoán và nhạy bén đã giúp bạn đạt được nhiều mục tiêu lớn cả trong công việc và cuộc sống vị thế của bạn trong công việc được nâng lên đáng kể bạn ngày càng nhận được sự trọng dụng của lãnh đạo và sự thăng tiến là điều tất yếu trong tháng này tài chính của bạn cũng tốt không kém khi bạn nhìn ra được hàng loạt các cơ hội kiếm tiền vào thời điểm cuối năm này hãy tận dụng tối đa các cơ hội đó bạn sẽ sớm trở thành đại gia trong tương lai rất gần chuyện tình cảm của bạn chưa có nhiều tiến triển nào lớn, tuy nhiên rất may mắn cuối tháng bạn sẽ có cơ may gặp được người tình trong mộng của mình. Đừng bỏ lỡ thời cơ có một không hai này nhé. Tuổi dậu sẽ luôn tràn đầy năng lượng và dồi dào sức khỏe trong tháng này. Màu may mắn, màu vàng. Hướng may mắn, hướng bắc. 11. Tuổi tuất. Tháng 12 của tuổi tuất sẽ trôi đi theo cách bình yên và nhẹ nhàng nhất có thể mọi thứ đều tiến triển rất tốt đặc biệt là trong công việc và chuyện tình cảm bạn sẽ chạm tay đến những mục tiêu khủng và đang ở rất gần với chiến thắng rồi hãy cố gắng thêm chút nữa nhé tình yêu ngọt ngào là điểm nhấn khiến bức tranh vận mệnh của bạn trở nên sáng rực và lung linh nhất những giây phút đắm say lâng lâng hạnh phúc sẽ luôn vấn vít quanh bạn khiến bạn trở nên mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết cho những dự định của mình Tài chính của bạn khá ổn định và không có vấn đề nào đáng lo ngại. Vào giữa tháng bạn sẽ có nguy cơ gặp phải một số vấn đề về đường hô hấp, hãy chú ý giữ ấm và bảo vệ cơ thể thật tốt để tận hưởng tháng 12 theo cách mà mình muốn bạn nhé. Màu may mắn, màu tím. Hướng may mắn, hướng Tây. 12 tuổi hợi. Tháng 12 là thời điểm tuyệt vời để tuổi hợi tổng kết và đánh giá những gì mình đã và chưa làm được trong suốt một năm qua. Công việc của bạn duy trì ổn định, mọi thứ đều diễn ra theo những gì bạn dự tính và không gặp bất kỳ trở ngại nào. Bạn sẽ có một số cơ hội gặp gỡ và giao lưu với những người nổi tiếng trong ngành, từ đó xúc tiến thêm nhiều cơ hội hợp tác và làm ăn trong năm tới. Tài chính của tuổi hợi cũng vô cùng khởi sắc với hàng loạt các khoản thu nhập ảo ảo chảy vào túi bạn hãy dành cho mình những món quà giá trị hay những chuyến đi tới những miền đất mới để tự thưởng cho những nỗ lực của bản thân trong năm qua nhé tình yêu của bạn khá ổn bạn sẽ không hề cảm thấy lạnh giá chút nào vì luôn có người ở bên chăm sóc động viên và chia sẻ với bạn mọi điều trong cuộc sống một happy ending trong tương lai gần là điều mà bạn đang hướng tới hãy nỗ lực hết mình vì mục tiêu đó nhé sức khỏe của bạn rất tốt nên không cần phải lo lắng chút nào màu may mắn màu trắng hướng may mắn hướng đông cảm ơn các bạn đã theo dõi video